Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kính thưa quý vị và các bạn, có một quy luật quen thuộc đó là cứ hễ khi đất nước gặp khó khăn thì các tổ chức cá nhân thù địch phản động lại coi đây là thời cơ để lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Điều này vốn từng xảy ra suốt thời gian cả nước đối phó với đại dịch Covid-19 và đặc biệt là khi các địa phương của nước ta có thiên tai xảy ra. Thực tế này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức cảnh giác thủ đoạn lợi dụng thiên tai để chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Bão số 3 và hoàn lưu của trận siêu bão này đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương ở miền Bắc nước ta. Mặc dù Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng lực lượng chức năng, đặc biệt là quân đội và công an đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất. Nhưng trước sức gió vô cùng lớn của siêu bão và mưa lũ cực lớn sau bão, cùng với địa hình ở miền Bắc, nhiều đồi núi dốc, sông suối có dòng chảy hẹp, nước xiết, khiến thiệt hại do thiên tai gây ra là rất lớn, cả về người và cơ sở vật chất, nhất là hệ thống cây xanh, điện, đường xá, cầu cống. Trong khi Đảng và Nhà nước và các địa phương, lực lượng chức năng cùng quân và dân miền Bắc đang gồng mình ứng phó với trận bão, lũ lịch sử, huy động tối đa các nguồn lực để phòng chống và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai. Trong khi cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các địa phương và đồng bào cả nước đang hướng về miền Bắc, tích cực ủng hộ, giúp đỡ người dân ở những vùng gặp nạn theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì trên mạng xã hội lại có những hình ảnh, bài viết, thông tin sai sự thật, nhất là thông tin sai về việc vỡ đập, vỡ đê, ngập lụt, sạt lở, dẫn đến người dân hoang mang. Những thông tin sai sự thật hoặc thổi phồng, cố tình bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá như đã nêu trên là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong thời điểm rất nhiều người dân đang gặp khốn khó do bị thiên tai gây thiệt hại. Những ai thiếu tỉnh táo, nhẹ dạ cả tin thì dễ rơi vào trạng thái nghi hoặc, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Thậm chí, nếu người dân mất cảnh giác còn bị các phần tử phản động lợi dụng để thực hiện âm mưu kích động, chống đối chính quyền, gây mất an ninh trật tự. Đây là mưu đồ vô cùng nham hiểm của các thế lực thù địch phản động bất mãn khi chúng lợi dụng hoàn cảnh đất nước và nhân dân đang gặp khó khăn nhằm gây rối loạn, không chỉ cản trở việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai mà còn thực hiện mưu đồ chống phá chế độ và đất nước. Hơn lúc nào hết, càng trong lúc khó khăn hoạn nạn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, thách thức. Trong thiên tai và sau thiên tai, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay góp sức vào cuộc quyết liệt để ứng cứu, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và tình trạng lũ lụt, sạt lở gây thiệt hại nặng nề ở một số địa phương. Thì trên không gian mạng, các thế lực thù địch lại lợi dụng tình hình này để đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với tỉnh Quảng Trị, là một tỉnh miền Trung thường xuyên bị thiên tai bão lũ, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng là hết sức cần thiết. Là một cán bộ đảng viên thì tôi nhận thức rất sâu sắc việc sử dụng trang cá nhân để tuyên truyền chủ trương đường lối cũng như pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trên cương vị là phó trưởng ban chỉ đạo 35 của huyện, thì tôi rất quan tâm đến việc là sử dụng trang cá nhân của mình để định hướng dư luận. Khi có thiên tai lũ lụt thì tôi cũng đăng các cảnh báo những việc cần làm, hoặc là khi có thông tin về việc là chưa chính thống về việc như đợt lũ lụt là có thông tin về việc vỡ đập thì tôi cũng phải đăng tải lại thông tin là để bà con được biết, là tránh cái sự hoang mang lo lắng để từ đó là tạo sự ổn định. Huyện Hải Lăng là cái địa bàn thấp trũng và thường xuyên là chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai lũ lụt, nhất là trong những cái năm đầu nhiệm kỳ và liên tiếp xảy ra các cái trận lũ lịch sử, như trận lũ lịch sử năm 2020 đã làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất, đến con người và đời sống của người dân. Cho nên đây cũng là một cái thời điểm mà có một số phần tử xấu cố tình đăng tải các cái thông tin xấu độc trên mạng xã hội và gây nhiều thông tin dư luận xã hội. Và trước cái tình hình đó thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 huyện phối hợp với các cái đơn vị địa phương để mà thường xuyên nắm tình hình và sớm phát hiện để mà chủ động đấu tranh với những cái phương pháp là vừa kiên trì
mềm dẻo nhưng mà cũng phải cương quyết để mà nhằm phản bác các cái quan điểm sai trái và tạo dư luận trái chiều trên mạng xã hội để mà liên quan đến cái tình hình bão lũ và hoạt động cứu trợ của các cái tổ chức cá nhân hảo tâm. Thì trên cái cơ sở bám sát nghị định 93 của chính phủ thì huyện cũng đã chỉ đạo cái việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các cái nguồn hỗ trợ phải đảm bảo chặt chẽ, đúng và trúng thông qua cái đầu mối chính là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Và bên cạnh đó thì thường xuyên quán triệt định hướng cho cán bộ đảng viên cần thận trọng khi tham gia mạng xã hội và nâng cao cảnh giác trước các cái thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái thù địch theo cái tinh thần nghị quyết 35 của Bộ Chính trị để mà góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Cùng với việc tuyên truyền phản bác những thông tin xấu, độc trên không gian mạng, các lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể và mỗi người dân phải luôn nỗ lực đồng lòng để ứng phó, giải quyết hậu quả của thiên tai một cách hiệu quả nhất, góp phần phản bác các thế lực thù địch, phần tử chống đối chính trị, phản động, ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn nham hiểm. Để nhằm hạn chế những cái thông tin sai sự thật, đặc biệt là lợi dụng các vấn đề về mưa bão để làm cho đoàn viên thanh niên và người dân hiểu sai về đường lối chủ trương của Đảng, thì tổ chức đoàn cũng đẩy mạnh cái vấn đề là đăng tải các cái thông tin chính thống từ các cái kênh chính thống của các cấp, rồi nâng cao vai trò nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc là nhận biết các cái vấn đề mà các đối tượng lợi dụng để xuyên tạc, nhằm phát huy cái vai trò của tổ chức đoàn hướng dư luận đi đúng với cái quan điểm chủ trương của Đảng. Nếu thầy phát hiện các cái thông tin mà xuyên tạc, tuyên truyền không đúng về cái hình ảnh của lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng thì chúng tôi nghiên cứu và phân loại các cái mức độ nguy hại khác nhau để từ đó chúng tôi có các cái biện pháp để đấu tranh. Trước hết là chúng tôi chủ động cái lực lượng 47 là lực lượng nòng cốt để trực tiếp đấu tranh với các cái thông tin đó. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng có liên quan như của công an, rồi của ngành tuyên giáo, rồi của cấp trên để chúng tôi phản ánh và có những cái biện pháp để đấu tranh trực diện. Và chúng tôi tin tưởng rằng thì tất cả những hình ảnh mà đưa không đúng và lệch lạc sai lệch về hình ảnh của lực lượng vũ trang nói chung và của quân đội nói riêng về cái nhiệm vụ phòng chống lụt bão, đó là những cái thông tin của các cái thế lực thù địch, của những kẻ xấu. Và những cái thông tin đó chắc chắn là người dân sẽ phát hiện ra và cùng với chúng tôi để tham gia đấu tranh và ngăn ngừa những cái thông tin đó lan rộng trong trên không gian mạng, để từ đó làm trong sạch cái không gian mạng của chúng ta và bảo vệ cho được những cái hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của lực lượng vũ trang nói chung đối với cái nhiệm vụ phòng chống lụt bão và bảo vệ cái sự bình yên của người dân, của nhân dân chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói những thông tin bịa đặt, không đúng sự thật liên quan đến thiên tai không những ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, đặc biệt là trong thời điểm lũ lụt gây hậu quả nặng nề, mà còn tạo nguy cơ bất ổn xã hội, rối loạn chính trị. Vì thế, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ đảng viên phải có lập trường, quan điểm vững vàng, đề cao tinh thần cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trách nhiệm chính trị của cán bộ đảng viên là không những không tin, không nghe, mà còn chủ động phản bác lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xấu và độc đó. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiểm soát chặt chẽ và có chế tài pháp luật xử lý nghiêm minh đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Đảng và nhà nước ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.